Xin chào tất cả các em học sinh khối 6. Hôm nay, cô rất vui khi cùng các em đến với bài giảng trực tuyến môn công nghệ 6 của trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Các em thân mến, qua đài, báo, TV, chúng ta thấy vấn đề ngộ độc thực phẩm hiện nay đang gia tăng rất mạnh. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Và làm thế nào để tránh bị ngộ độc thức ăn? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta có câu trả lời. Chúng ta sang tiết 40, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bài giảng hôm nay gồm cả hai đơn vị kiến thức. Đơn vị kiến thức thứ nhất đó là thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm. Đơn vị kiến thức thứ hai là ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng đơn vị kiến thức. Chúng ta đi vào phần 1 la mã, vệ sinh an toàn thực phẩm. 1. Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? Cô quy định chỗ nào có biểu tượng bàn tay ghi, các em ghi bài vào vỡ. Các em ạ, à, gần đến Tết, chúng ta thường thấy các cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao về các loại thực phẩm vì họ muốn kiểm tra hàng sử dụng của các sản phẩm và việc đảm bảo vệ sinh trong chế biến nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân như vậy thì vấn đề an toàn thực phẩm rất quan trọng đối với chúng ta vì nếu chúng ta ăn phải thức ăn không vệ sinh sẽ mắc rất nhiều bệnh vậy thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể, tạo cho con người có sức khỏe để tăng trưởng và làm việc. Nhưng nếu thực phẩm thiếu vệ sinh hoặc bị nhiễm trùng, nhiễm độc sẽ là nguồn gây bệnh và có thể dẫn đến tử vong. Cô mời các em quan sát bốn trường hợp sau đây. Trường hợp 1. Thực phẩm nấu chín nhưng không đầy nắp. Trường hợp 2, nấu rượu để thêm thuốc trừ sau. Trường hợp 3, ướp cá bằng hàng the. Và trường hợp 4, thức ăn sống để kế bên thức ăn chín. Chúng ta thấy, trong các trường hợp trên, trường hợp 2 và 3 là trường hợp nhiễm độc thực phẩm vì thực phẩm bị chất độc bám vào. Còn trường hợp 1 và 4 là nhiễm trùng thực phẩm vì vi trùng tấn công vào thực phẩm khi không đậy kín thức ăn. Vậy, theo em, nhiễm trùng thực phẩm là gì? Đó chính là sự xâm nhập của vi khuẩn cá hại vào thực phẩm thì được gọi là nhiễm trùng thực phẩm và nhiễm độc thực phẩm là như thế nào đó chính là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm thì được gọi là nhiễm độc thực phẩm vậy chúng ta cần chú ý phân biệt rõ giữa nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm nhiễm trùng thực phẩm tức là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm còn nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm các em chú ý để phân biệt được giữa nhiễm trùng và nhiễm độc vậy theo em chúng ta để thực phẩm trong tủ lạnh có an toàn hay không vì sao chúng ta thấy để thực phẩm trong tủ lạnh có an toàn nhưng chỉ được trong một thời gian nhất định mà thôi bởi vì nhiệt độ trong tủ lạnh thấp và khi ăn phải một món ăn bị nhiễm trùng hoặc là nhiễm độc thì có tác hại như thế nào chúng ta nếu như ăn phải một món ăn bị nhiễm trùng hoặc là nhiễm độc thì có dễ thể dẫn đến ngộ độc thức ăn bị rối loạn tiêu hóa sẽ dẫn đến những tác hại rất nguy hiểm cho người sử dụng các em ạ à. chúng ta vừa tìm hiểu thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm vậy nhiệt độ bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào đối với vi khuẩn chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp theo phần thứ hai ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn cô mời các em quan sát hình và cho cô biết ở nhiệt độ nào thì vi khuẩn phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ nào thì vi khuẩn bị tiêu diệt và ở khoảng nhiệt độ nào thì vi khuẩn không hoạt động được. Chúng ta thấy nhiệt độ từ 100 độ C cho đến 115 độ C vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn từ 50 cho đến 80 độ và từ âm 10 đến âm 20 độ C, vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không thể chết hoàn toàn. Và nhiệt độ từ 0 độ cho đến 37 độ C, vi khuẩn có thể sinh so, có có thể sinh nở màu trắng. Vậy theo em, tại sao ở nhiệt độ 0 độ C cho đến 37 độ C, vi khuẩn dễ sinh sôi nhất? Bởi vì đây là nhiệt độ nóng ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ xuất hiện và sinh nở nhiều nhất. Vậy theo em, thì chúng ta cần phải ăn uống như thế nào để đảm bảo an toàn? các em ạ à, chúng ta cần phải thực hiện ăn chín uống sôi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và để phòng tránh nhiễm trùng nhiễm độc khi mua thực phẩm hoặc là khi chế biến thì chúng ta cần lưu ý các biện pháp sau thứ nhất là chúng ta phải rửa tay sạch trước trong và sau khi chế biến thức ăn. Thứ hai là khi mua thực phẩm thì chúng ta cần phải lựa chọn những loại thực phẩm tươi, ngon về phải rửa thật sạch, ngâm trong nước muối hoặc là trong thuốc tím. Và chúng ta cần phải nấu chín kỹ thức ăn, nấu xong thì cần đậy kín và cất kỹ thức ăn. vậy thì nói tóm lại nội dung của bài học hôm nay chúng ta cần nắm cho cô hai đơn vị kiến thức quan trọng nhất đó là thế nào là nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm và ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn cô nhắc lại một lần nữa sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm thì được gọi là nhiễm trùng thực phẩm và sự xâm nhập của chất độc và thực phẩm thì được gọi là nhiễm độc thực phẩm. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn Nhiệt độ từ 100 độ C cho đến 115 độ C, vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ 50 cho đến 80, từ âm 10 cho đến âm 20 độ C, vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không chết hoàn toàn. Và từ 0 độ cho đến 37 độ C, vi khuẩn có thể sinh nở mau chóng. Về nhà, các em học thuộc nội dung trong vở, xem tiếp phần còn lại và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Các em quan sát các hoạt động mua sắm và chế biến thực phẩm ở gia đình em vậy hôm nay cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm bài học đến đây là kết thúc cô chúc các em học tập tốt tạm biệt và hẹn gặp lại các em